Dạ vâng, ok. Hôm nay thì tiếp tục lên và giới thiệu cho bác một số cái mẫu bơm tay toàn hàng tuyển các bác nhé. Đấy, đặc biệt là các bác mua bơm trong cái video này thì sẽ được khuyến mại cực kỳ là lớn các bạn. Đấy, khuyến mại lớn, cái chương trình khuyến mại này thì lâu lắm rồi mới có các bạn. Đấy, không phải là lúc nào cũng có đâu các bác nhé. Đấy, đây hai đầu số điện thoại của shop đây các bác nhé. Đấy, bác nào muốn mua hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số này của shop để đặt hàng này. Đấy, còn bây giờ thì các bác cho em giới thiệu qua về một số các phần quà cực kỳ là giá trị các bác nhé. Đấy, về những cái mẫu bơm này thì toàn là những cái mẫu bơm cao cấp chỉ dành cho những các bác đam mê thực sự các bác nhé. Đấy thì các bác chơi. Đấy, còn về quà thì hôm nay các bác mua bơm sẽ được tặng một cái laser đầu đạn như này. Đấy, phần quà cực kỳ là giá trị các bác nhé. Đấy, con laser đầu đạn như này giá trên thị trường đang bán đâu đấy khoảng hơn 200, gần 300. Đấy, hôm nay các bác mua một bơm sẽ được tặng một laser đầu đạn màu đỏ, hàng là hàng mới các bác nhé. Đấy này, các bác nào muốn mua bơm tặng laser thì nhanh tay lên nhé, vì cái laser, chương trình tặng laser này thì nó cũng có hạn thôi, không phải là lúc nào cũng có các bạn. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết luôn cho các bác con bơm nhé. Đây, trên tay em đang cầm con bơm này là bơm FB con báo các bác nhé. Đây, FB con báo phiên bản đặc biệt các bác nhé. Đây, các bác nhìn này. Đấy, chân gấp xịn sò, rất chỉ là xịn đúng không? Đấy, con này đồng hồ to, đồng hồ dầu các bác nhé. Đấy, lọc ẩm cũng lọc ẩm to. Đấy, mẫu này thì bao cho các bác và anh em bơm khoảng độ tầm 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc các bác nhé. Đấy, rất chi là hít đúng không? con này thì giá công khai cho anh em 900 nghìn, đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em. Anh em mua sẽ được tặng theo một cái laser đầu đạn như này các bác nhé. Đây, đây, một hộp laser đầu đạn như này. Đấy là quyền lợi của anh em mua nhé, giá không đổi các bác. Đấy, các bác mua hàng, mua bơm được tặng laser, giá không đổi nhé. Còn các bác nào không lấy laser em sẽ trừ tiền cho bác. Đấy, mà cái mức trừ tiền như nào thì anh em mình sẽ thỏa thuận tiếp nhé. Đấy, hoặc là các bác mua một bơm được tặng một laser trong cái video ngày hôm nay nhé. Còn con bơm thứ hai giới thiệu đến cho bác và anh em, con này trên tay em đang cầm con này là bơm đại bàng nhé. Con bơm này cũng khá là đình đám và thương hiệu các bạn. Đấy, chân gấp này. Đấy, đây, đại bàng, hàng của Nhật đây các bác nhé. Các bác nhìn chữ Saipan này, hàng của Nhật, nọc ẩm to, đồng hồ dầu. Đấy, mẫu này có sẵn nước làm mát trong bơm các bác nhé, có sẵn nước làm mát trong bơm này. Đấy, cái con này thì bơm sẽ là có nước làm mát bơm, nó sẽ làm mát bơm cực kỳ tốt các bác nhé. Đấy, con này thì bảo hành cho anh em 12 tháng nhé, thời gian bảo hành cực kỳ là dài. Đấy, nói chung là hàng của Nhật thì các bác cứ yên tâm về chất lượng và cái độ bền bỉ nhé. Đấy, giá thì nó cao hơn những cái mẫu hàng này cũng một chút xíu xỉu siêu thôi, không đáng kể các bác. Đấy, còn con bơm thứ ba thì lên cho bác, con này thì không được khuyến mại cái gì nhé, cái này thì khuyến mại tặng laser. Con bơm thứ ba khuyến mại tặng một đèn pin. Đấy, tặng một đèn pin XMLT6 như này các bác nhé. Đấy, đây thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết cho các bác về con bơm thứ ba nhé. Đây các bác nhìn này, con bơm thứ ba này là con bơm VIP hiệu sư tử các bác nhé. Đấy, con này bơm VIP hiệu sư tử, chân gấp này. Đấy, thân bơm làm bằng carbon, con này xuất xứ cũng từ Nhật Bản các bác nhé. Đấy, logo VIP đây, nọc ẩm to, hàng chính hãng các bác nhé. Đấy, đồng hồ dầu. Đấy, con này có lọc ẩm than hoạt tính ở đây các bác nhé. Các bác bơm thì không khí nó sẽ đi qua cái bầu than hoạt tính này, đẩy qua bơm vào rồi vào bình cho các bác thì đảm bảo 100% van bình của các bác là sẽ được lọc sạch hơi nước, không có hơi nước vào bình nhé. Mẫu này thì thân carbon bơm cực nhẹ các bác nhé. Đấy, bơm cực là nhẹ luôn chứ không phải là nhẹ nữa rồi. Đấy, hiện tại con này thì em đang chào bán giá công khai 1.300.000 tặng một cái đèn pin. Con bơm đại bàng của Nhật giá 1.200.000 không tặng cái gì. Con bơm FB con báo phiên bản đặc biệt 900 tặng một laser. Đấy, các bác thấy hôm nay toàn những phần quà có giá trị thì để em chia đến khách hàng, lâu lắm rồi mình có những cái chương trình khuyến mại hot như thế này các bạn. Đấy, thì bác nào đang xem video mà chưa ấn đăng ký kênh thì các bác vui lòng ấn đăng ký kênh hộ em để mình cập nhật được những cái chương trình khuyến mại và giá bán của từng mẫu bơm và từng thời điểm cụ thể các bác nhé. Đấy, đây hai đầu số điện thoại của shop đây các bác nhé. Bác nào muốn mua hàng thì nhanh tay gọi điện đến hai đầu số này để đặt hàng các bạn. Đấy, bên em sẽ ship cút COD đồng kiểm 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc. Hai con bơm của Nhật này bảo hành 12 tháng, con bơm này bảo hành cho anh em 6 tháng các bác nhé. Đấy,
Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của em nha.